Không phục án phạt, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chuẩn bị khiếu nại lên VFF. Chia sẻ trong buổi tập chiều mùng 10 tháng 4, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết: "Tôi cho rằng án phạt không thỏa đáng vì VFF chỉ nghe một chiều từ VPF mà không trao đổi với tôi. Án phạt của VFF cũng không rõ ràng về phát ngôn. Tôi chưa bao giờ xúc phạm đến ai, cũng không nói gì làm ảnh hưởng đến giải đấu. Với một người làm bóng đá, tôi có quyền đóng góp và phản biện." Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành 10 triệu đồng vì những phát ngôn gây ảnh hưởng tới giải đấu, ảnh hưởng tới uy tín của quan chức VFF. Dù vậy, ông vẫn khẳng định ý kiến: "Câu lạc bộ Hà Nội được hưởng lợi từ trọng tài đã có tính hệ thống. Tôi có quyền cảnh báo với VPF về điều này. Nếu tôi nói không đúng, trợ lý trọng tài Nguyễn Lâm Minh Đăng đâu có bị ban trọng tài kỷ luật không làm nhiệm vụ ở vòng 6 sắp tới." Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.